Chàng trai ngứa suốt 4 năm vì món ăn người Việt khoái khẩu. Ngứa ngáy lâu năm, năm sinh 19 tuổi bất ngờ phát hiện mình bị nhiễm ký sinh trùng vì thói quen ăn uống quá kỳ tính. Trần Hiếu 19 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi rất nhiều phòng khám lớn để tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh ngứa ngáy không khỏi. Hiếu bắt đầu có triệu chứng ngứa ngáy tay chân từ khoảng 15 tuổi, đến nay đã 4 năm nhưng vẫn chưa hết hẳn. Gần đây Hiếu mới biết mình không phải bị mề đây, dị ứng hay bệnh da liễu như trước đây vẫn lầm tưởng. Sau khi xét nghiệm ký sinh trùng, nam thanh niên mới ghi nhận ra mình nhiễm run đuổi chó nhiều năm qua. Ban đầu khi thấy con trai của mình liên tục ngứa ngáy, mẹ của Hiếu tích cực mua thuốc từ Tây Y sang Đông Y cho con trai uống nhưng tình trạng không cải thiện. 8 tháng trước, một lần tình cờ, Hiếu được người quen chỉ cách đi xét nghiệm ký sinh trùng. Lúc này, nam sinh mới bất ngờ nhận kết quả nhiễm dung đủ chó. Hiếu hay bị hen suyễn, ít chơi với động vật, có tính sạch sẽ nên rất ít tiếp xúc với đất cát hay bùn bẩn để nhiễm dung sáng. Năm sinh này khẳng định nguyên nhân khiến cậu nhiễm ký sinh trùng có thể là thói quen ăn quá nhiều rau sống. Gia đình mình hay mua rau sạch họ hàng trồng ở quê, loại rau này dù không được sử dụng các loại thuốc trừ sâu nhưng được tưới phân tươi. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến mình nhiễm giun đũa chó mà không hề hay biết, Hiếu chia sẻ. Trước đó, Bệnh viện Đào Vân Ngữ thuộc Viện xuất Rét Ký Sinh Trùng Côn Trùng Trung ương cũng tiếp nhận một người đàn ông bị ngứa ngáy hành hạ suốt 10 năm. 10 năm qua, anh H32 tuổi tại Hà Nội luôn phải mang thuốc diễn bên mình để hạn chế cơn ngứa. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bệnh của anh sau khi uống thuốc chỉ đỡ chứ không hết hẳn. Sau khi làm xét nghiệm, anh H bất ngờ khi ghi nhận kết quả mình bị nhiễm run đuổi chó từ thú cưng nuôi trong nhà.